Chiellini, Bonucci, vẻ đẹp của nghệ thuật phòng ngự. Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci là hiện thân cho những gì tốt đẹp nhất và hắc ám nhất của phong cách phòng ngự Italy. Chiellini và Bonucci là những trung vệ hàng đầu của bóng đá thế giới với khả năng phòng ngự xuất sắc. Tuy nhiên, không chỉ đơn thuần là những pha ngăn chặn đối phương, cách chơi của họ còn mang lại một vẻ đẹp đích thực của nghệ thuật phòng ngự. Chiellini lên tuyển Italy năm 2004, Bonucci, trẻ hơn 2 tuổi, lại phát tiết tài năng chậm hơn tận 6 năm. Dù vậy, hai người có tổng cộng 219 trận chơi cho đội tuyển quốc gia và đa phần là đá cặp trung vệ với nhau. Họ gắn bó chặt chẽ cả ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia tới mức một trong những câu hỏi thường thấy ở Google khi tìm kiếm về họ là Chiellini và Bonucci có họ hàng với nhau không? Trước tiên, Chiellini và Bonucci có khả năng đọc trận đấu tuyệt vời. Họ biết chính xác khi nào nên tiến lên và áp sát đối thủ, khi nào nên lùi lại và giữ vị trí. Sự đồng bộ giữa hai cầu thủ này cũng là yếu tố quan trọng trong việc ngăn chặn các đợt tấn công của đối thủ. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ tin tức thể thao 24 giờ hàng ngày.